Xin chào các bạn đã đến với kênh của Tiền Đi. Và hiện tại mình đang định tướng Phoenix, có lẽ là đi đường rồng, khi mà Rakdos sẽ đi đường rừng thì chúng ta thì cần nhìn vào tất cả các đây mình sẽ đi tìm được Arum, có thể gặp con địch bên này. Mình không có chiến công đầu, mình điểm hỗ trợ. Chúng mình đi về. Vì mình đang làm clip cho nên mình sẽ đi về. Nếu mà mình chơi ấy, mình sẽ đi farm nốt mấy con rừng. Đấy. Rồi bộ không đập chí mạng luôn, có lướt vào. Mới có băng vào đến bộ không không? Không, không, không. Đến kịp tránh tin kéo luôn. Nó chắc cũng không dám ăn đâu. An ally has been defeated. Zoom zoom. Watch your head. Bên này chúng ta. Bên này vẫn phải đi về dọn xong lính nữa. Về liên tục chung mà đánh nữa hay già vẫn là chưa chúng tôi về. Chúng đánh giàu như thế này đây. Game này sẽ chắc phải delay thêm một chút nữa bởi vì là, đầu game farm cũng chưa có đồ giấy, cũng chưa có những pha cái combat thử cắt luôn đây. Đây là sẽ đi. Con này hết mana rồi. Con giòn chết rồi này. Và trong nguyên nhân của địa điểm như là không được chết. Không có đẩy đâu. Chắc chắn nó sẽ đẩy. Mình phát đây mình ham công á. Nên cao thủ đấy chúng mình biết đánh cả. Mình không biết đánh nữa. Như báo hiểm ăn con rồng được không? Không được rồi. Không được. Tôi rồi nó cũng tránh một tìm. Ít hạn biết không biết anh ấy. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated.
bấm liền chiêu hai luôn. Your team has destroyed a tower. Này máu là con John với lại cái con Lumia này đấu gì ạ kinh về mình AD như vậy hỗ trợ em còn bắn luôn bên đại lý nhá, để thêm một tên lính nhá. Không lên này, mình thấy một không đang ở dưới bên này. Qua. Game này sẽ qua xem cái mùa đỏ là được không. Chúng nó có mát gắt thì không được dây nó hồn. Nhưng mà đại lính hồi gần nếu không có thể đang ở ra này. Ở đây thì mình sẽ tư này. Con Arum này nó đang vòng vòng ở chỗ này này. Đây, nó đang vòng. Nếu gặp con John thì chơi luôn con John rồi. Mình sẽ tranh thủ ăn chủ ăn vì đồng đội mình đang cắn chủ chưa thấy đang ngủ không ở đâu. Ngủ không chèo cạnh bên này đây, ngủ không đây. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Không biết gì cắn chuột nhưng... Enemy double kill. To the fastest girl is full ultimate. Giờ đồ mình cũng khá khá rồi, 4k tiền, 4k 9 rồi. Có lẽ chơi luôn thằng rồi. Thì cái tốc biến never try outfox a fox cũng không phí lắm mọi người, biết tao ăn con không phí giờ cũng không chắc cũng đập không đau mà. Mình sẽ lên đồ thủ đi thử xem khá chí bạn sẽ còn một sông đập đau. Một tầm xin liên tục. Chả bắn nữa rồi. Ok, ăn sụp. Một công không dám ra rồi. Điều này, cái nick đẩy sẽ đẩy ra. Team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Chéo cánh về luôn. Để không có thể xung quanh đây. Shut down. Nó dính ulti rồi nó không dám quay lại. Nếu đi chơi thì sẽ chơi luôn.
đẩy thêm tên lính nhá, thêm tên lính nhá, con Illumia xem hiện nó có chơi chưa cuối không. Nếu không chơi chưa cuối thì mình sẽ ăn tạt tạt không biết đâu. Thì ông xem tình thế thế nào. Tình hình là nói chung là máu hơi yếu. Máu tim hơi yếu. Thì mà mình chết một đứa này. Rồi Illumia là chết rồi. Lên combat thêm lần nữa. Tí ngộ không dùng chiêu rồi. Không dùng chiêu rồi. Không dùng chiêu không phải đâu. Never try to outfox a fox. Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. Không hiểu tại sao tôi mới đôi. Không hiểu người. Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Your team has destroyed a tower. Boom, boom, pow. Mình máu mình yếu cho nên mình cũng đang làm cổ đi mình gần hạn đông mất hai cái chuyện sinh đang tên con rồng cũng đứng trên đỉnh máu không mình vừa kiếm xây tí mình bán giày mình nên kiếm chấm rồi đặt cho nó đi. Lên ba chi hùng ăn mình không thể dễ mình phải cấu gì ạ. Không biết Nagarot nó bị gì luôn. Mình sợ nó không cắn trộn không. Retreat. Never try outfox a fox. Mình tải một kiếm dây chắc có. Your tower has nó AK been destroyed. À không, chơi được hết rồi. Đi. Your tower has been destroyed. Mình phải đi về. Điên hết. An enemy has been defeated. Điên hết rồi. Điên ba. Thôi, không đi. Ai nhiều không nhớ chết. Victory.